Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-cô. Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: Chuyện nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên. Bằng cách nào thì người ấy không biết. Đất tự động sinh hoa kết quả. Trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đồng đồng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt vì đã đến mùa. Rồi người lại nói: Chúng ta ví nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá sum suê đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng. Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng lời cho họ, tùy theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ nói với họ mà không dùng dụ ngôn, nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau thì người giải nghĩa hết. Kính thưa quý ông bà chị em, trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng hai hình ảnh về hạt giống để dạy chúng ta về nước Thiên Chúa. Đối với Chúa Giêsu, hạt cải thật là nhỏ bé, nhưng khi nó được gieo xuống đất, nó mọc thành cây sum suê, thu hút nhiều loài chim đến làm tổ dưới bóng của nó. Nước Thiên Chúa cũng hoạt động tương tự như thế. Khi chúng ta chịu phép thánh tẩy, hạt giống đức tin, hạt giống lời sự sống được gieo vào tâm hồn chúng ta. Tâm hồn chúng ta như mảnh đất cho Thiên Chúa gieo hạt giống sự sống. Nếu mảnh đất ấy có nhiều độ ẩm và giàu dinh dưỡng, hạt giống sẽ nảy mầm, phát triển và sinh hoa kết trái. Sự phát triển của nước Thiên Chúa nơi tâm hồn ta tùy thuộc hạt giống lời được ta đón nhận và nội tâm hóa như thế nào. Cuộc sống của mẹ Teresa thành Calcutta là một minh chứng rõ ràng về sự hiện diện và tăng trưởng của nước Thiên Chúa trên trần gian. Mẹ đã đón nhận lời sự sống và diễn tả lời ấy nơi những việc phục vụ của mẹ. Những việc phục vụ này đều nhắm đến việc diễn tả bộ mặt xót thương của Thiên Chúa và sự hiện diện của Ngài, sự hiện diện của nước Thiên Chúa. Mẹ cúi mình xuống để phục vụ chăm sóc những con người bị bỏ rơi, những con người đang hấp hối bên vệ đường. Mẹ thấy được sự hiện diện của Chúa nơi họ. Mẹ chăm sóc họ bằng bàn tay mình như là bàn tay nối dài của Thiên Chúa. Ngang qua công việc phục vụ của mẹ, Thiên Chúa biến đổi thế giới này và người ta dần dần nhận ra thực tại nước Thiên Chúa. Ước gì mỗi ngày khi chúng ta cầu nguyện bằng kinh lạy Cha, xin cho nước Cha trị đến, xin cho ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời, chúng ta cũng biết diễn tả thực tại nước Thiên Chúa ngang qua các công việc bác ái, hy sinh và phục vụ trong đời sống của chúng ta. Đó là chúng ta đang góp phần xây dựng nước Thiên Chúa trên mặt đất này. Xin Chúa chúc lành cho quý ông bà anh chị em và xin chào quý ông bà anh chị em.